Một trái tim lớn có nghĩa là một trái tim tràn đầy tình yêu. Ở trong đó nó không có cái sự ích kỷ, không có sự hẹp hòi. Chúng ta đau vì những người thân của mình, những người chúng ta đã từng tin tưởng. Những cái vấn đề trong cuộc sống đều phần lớn bắt nguồn từ những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta. Người mà có tư duy mà không có một trái tim lớn, họ sẽ luôn luôn tính toán làm cái việc này có cái vấn đề gì lợi cho mình hay không, hay là không có lợi thì họ không làm, còn có lợi thì họ mới làm. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta có nhiều trải nghiệm thì cái bức tranh cuộc sống của chúng ta nó muôn màu hơn. Khi nào mà em có một cái trái tim lớn thì em chả phải lo nghĩ gì về cuộc đời này. Mọi thứ sẽ tự an bài theo cách của nó. Chào mọi người đã đến với chương trình Become a Man in My Way số thứ 3. Mình là Minh Minh. Và người đồng hành cùng với chúng ta, thầy Dương Xuân Phi. Ở buổi chia sẻ trước ấy, thì thầy có chia sẻ về một cái key gọi là trái tim lớn. Thì trong buổi chia sẻ đó, thầy có nói là một người sống với trái tim lớn thì cuộc đời của họ sẽ thanh thang, rộng mở, mọi thứ đều suôn sẻ, cũng như là những cái sự trắc trở trong cuộc sống của họ ấy, bớt đi, đúng không thầy? Thầy có thể chia sẻ trong buổi hôm nay thêm giúp em, đó là để các bạn và mọi người cùng biết là cái từ sâu hơn về cái từ trái tim lớn ấy, thì có nghĩa là gì, và tại sao một người sống với trái tim lớn thì có thể chuyển hóa cuộc đời của một con người, được không ạ? Ok, mình cần phải hiểu như thế này, đó là trái tim lớn nghĩa là gì, đúng không? Mình cần phải hiểu đúng về nó. Thì những cái gì mà thầy chia sẻ với em trong ngày hôm qua, em sẽ hiểu sâu sắc hơn. Trái tim lớn đó là một trái tim có cái sự, có cái tình yêu trong trái tim đó, có sự yêu thương trong trái tim đó. Tức là một trái tim lớn là một trái tim có tình yêu với con người, với cuộc sống, với cây cối, với thiên nhiên, với động vật. Nói chung là một trái tim lớn là một trái tim có tình yêu với tất cả mọi thứ. Và khi mà em đã hiểu cái khái niệm trái tim lớn chưa? Dạ, rồi. Tức là một trái tim mà ngập tràn hoặc là nhiều yêu thương thì nó gọi là một trái tim lớn. Dạ, có nghĩa là dành yêu thương cho vạn vật, đúng không? Đúng rồi, đấy thì nó gọi là lớn quá rồi. Nhưng mà vấn đề cơ bản là một trái tim lớn, dạ, có nghĩa là một trái tim tràn đầy tình yêu. Dạ. Đơn giản là thế thôi. Dạ, vâng. Ở trong đó nó không có cái sự ích kỷ, không có sự hẹp hòi, không có sự đố kỵ. Một trái tim lớn là một trái tim sẵn sàng cho đi. Ok, vậy thì em đã hiểu nghĩa của cái trái tim lớn chưa? Rồi. Ok, cái thứ hai đó là khi một người có cái trái tim lớn thì nó sẽ chuyển hóa cái cuộc đời của họ như thế nào, đúng không? Dạ. Thì bây giờ thầy sẽ giải thích là cuộc đời của chúng ta, hầu hết tất cả những cái đau khổ trong cuộc sống này nó đến từ mối quan hệ, đúng không nào? Dạ. Chúng ta đau vì những người thân của mình, những người chúng ta đã từng tin tưởng chẳng hạn, hoặc là chúng ta đau vì họ ốm đau, hoặc là chúng ta đối với tình yêu thì chúng ta đau về nhiều thứ khác nữa, đúng không nào? Nói chung, tự chung lại những cái đau khổ trong cuộc sống, những cái vấn đề trong cuộc sống đều phần lớn bắt nguồn từ những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta. Vậy thì thường thường những cái mối quan hệ nó xung đột lẫn nhau, mà nó mâu thuẫn lẫn nhau, nó gây lên cái đau khổ, cái bất trắc á, thì nếu mà họ có một cái trái tim lớn và đầy yêu thương thì họ sẽ biết cách để làm sao dung hòa cái mối quan hệ với người khác, vì họ cho đi mà. Dạ. Họ là người cho đi, thế nên là họ sẽ là một người bên ngoài nhìn thấy cái người có trái tim lớn là một cái người thực tế. Thì nó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng sóng tương cầu, đúng không nào? Thì khi mà nó cùng cái tần số với nhau thì những con người tốt đẹp sẽ gặp nhau. Em hiểu không nào? Dạ. Khi em có trái tim lớn tức là em có sự tử tế rồi. Và khi em có sự tử tế thì em sẽ hấp dẫn những con người tử tế đến xung quanh em. Và rõ ràng khi mà những con người tử tế đến xung quanh em thì những con người không tử tế nó đi ra ngoài. Dạ. Vậy thì rõ ràng là khi mà cuộc sống của xung quanh em mà chỉ toàn tràn ngập những con người tử tế thì rõ ràng là chắc chắn nó sẽ bớt trắc trở đi, đúng không nào? Dạ. Đó là một cái lập luận dễ hiểu. Ok.
Con cảm ơn thầy. Vậy thì cái trái tim lớn như thế thì người ta nói là cái câu là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Vậy thì theo thầy là cái trái tim lớn đó có từ lúc sinh ra hay là mình phải nuôi dưỡng nó trong suốt quá trình từ nhỏ lên hay là... Thầy hiểu. Dạ. Về cơ bản á, lúc đầu con nít sinh ra nó luôn luôn có một trái tim rất lớn, một trái tim rất là trong sáng. Tại vì lúc đó con nít đâu biết so sánh đố kỵ đâu, chưa, lúc nó chưa biết nhận thức á. Lúc nó chưa có nhận thức thì nó không hề biết điều đó. Nó có một cái trái tim rất là lớn, một trái tim vô cùng trong sáng, không hề có một vết ố bẩn nào hết. Cho đến khi bố mẹ dạy dỗ nó, cho đến khi xã hội dạy dỗ nó, cho đến khi trường lớp dạy dỗ nó và khiến nó phải đấu tranh sinh tồn, thì bắt đầu là cái trái tim trong sáng đó nó dần dần bị gọi là mờ nhạt đi, nó bị cứa vào những vết thương, đúng không? Nó trở nên hẹp hòi. Dạ. Em hình như nào? Vậy thì nói ra rằng là trái tim lớn khi sinh ra chúng ta đã có, nhưng mà chúng ta bị mất đi. Để có thể trở lại một người có trái tim lớn, chúng ta phải quyết định trở thành một người có trái tim lớn và thay đổi cái từng cái hành động, từng cái suy nghĩ của mình để phù hợp với cái mong muốn đó. Thì nói thẳng ra thì một trái tim lớn cần được nuôi dưỡng, nhưng mà được nuôi dưỡng bởi trí tuệ. Dạ. Em hiểu không nào? Dạ. Tức là khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới biết được là phân biệt được là cái việc này là lên hay không nên. Em hiểu không nào? Chúng ta mới biết yêu thương nó đúng cách. Em hiểu không nào? Dạ. Và... thì phải có trí tuệ thì cái trái tim lớn đấy nó mới vận hành tốt được. Ok chưa? Và cũng như là mình có thể là xóa bỏ được những sự ích kỷ, quan sát được mình, xóa bỏ được những sự ích kỷ của bản thân họ, đúng không thầy? Đúng rồi, họ phải có trí tuệ để họ có thể họ thấy rằng bản thân của họ ích kỷ. Dạ. Thì khi mà họ thấy được bản thân của họ ích kỷ thì họ mới thay đổi được. Dạ. Nên là luôn luôn cần phải có trí tuệ, để tử tế và trí tuệ nó phải đi đôi với nhau. Dạ. Tại vì vấn đề cơ bản là nếu mà không có trí tuệ thì rất khó để trở thành tử tế. Vậy khi chúng ta đã có những cái được gọi là trái tim lớn đó rồi thì làm sao để có thể duy trì nó và làm sao để có thể là nó không mất đi hả thầy? Ví dụ như khi em sống với một cái trái tim lớn á, thì đôi lúc cái cuộc sống này nó làm cho em cảm thấy mất niềm tin vào con người. Dạ. Thì đôi khi em muốn thu hẹp cái điều đó lại, cái tình yêu đó lại, được chưa? Nhưng mà bởi vì cái tình yêu đấy nó còn nhỏ. Cái tình yêu trong trái tim lớn đấy nó còn nhỏ. Còn khi nào mà cái tình yêu trong cái trái tim đó mà nó đủ lớn á, thì nó sẽ càng ngày càng lớn hơn. Em hình dung không? Tại vì họ sẽ cảm nhận được rằng là ok, cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn. Bởi vì khi mà cái trái tim nó càng lớn thì cuộc sống của họ thay đổi lớn bằng đó. Em hiểu không? Nó giống có một cái câu nói của chương trình của phim, bộ phim mà thầy yêu thích là phim One Piece. Bộ hải tặc. Đúng rồi, Luffy có nói rằng là sức mạnh không được đo bằng cái gì, thầy không nhớ rõ, nhưng cơ bắp mà được đo bằng kích cỡ trái tim của bạn. Có nghĩa là trong cái nơi ẩn ý của Luffy. Đúng rồi. Thì là cái tình yêu thương càng lớn thì sức mạnh cũng càng lớn theo, đúng không thầy? Đúng rồi, thầy không nhớ rõ câu đó, nhưng đại khí nó nói về giấc mơ và tình yêu, trái tim. Dạ. Vậy những người có trái tim lớn thì tuyệt vời, đúng không thầy? Chắc chắn là những người có trái tim lớn thì cuộc sống của họ khá là ok, khá là đặc biệt. Bây giờ thầy, ví dụ thầy kể cho em một cái trái tim vô cùng lớn của nhân loại. Đó là Chúa Giê-xu, Đức Phật. Dạ. Em hiểu không? Sức mạnh của họ khổng lồ lắm. Nhưng mà em nghĩ là cũng có đôi lúc những người có trái tim lớn như thế, họ có những tổn thương, đúng không thầy? Bất cứ người nào nếu mà chưa giác ngộ thì đều tổn thương cả. Và như Đức Phật và Đức Chúa Giê-xu thì là những cái người đã giác ngộ rồi thì họ có thể tự chữa lành bản thân họ. Không, giác ngộ thì không có cái gì làm em tổn thương được nữa. Và thì đối với những người bình thường như em thì làm sao có thể đối diện với những cái sự tổn thương bên ngoài, mặc dù sống với lại một cuộc sống trái tim lớn như thế, đúng không thầy?
nhưng mà cũng có những sự tổn thương, thì làm sao để vượt qua nó? Khi mà trái tim em đủ lớn nhá, em sẽ không có thể thở tổn thương được. Em tổn thương bởi vì em kỳ vọng. Còn người có trái tim lớn họ không kỳ vọng. Sợ. Tại vì họ cho đi mà không cần nhận lại. Sợ. Thì có nghĩa rằng là một người có trái tim đủ lớn không có khả năng bị tổn thương đâu. Vậy là khi nào mà chúng ta tổn thương là chúng ta, trái tim của chúng ta chưa đủ lớn. Đúng rồi. Vẫn đang còn trong đó những cái tạp niệm, được gọi là tạp niệm không? Đúng, không nên nói như thế, bây giờ phải phân tích nhé. Hay lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Đúng không nào? Vâng. Hãy lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ giả sử Đức Phật đi. Dạ. Em thấy có người ta có sỉ nhục ông cỡ nào đúng không nào? Em nghĩ ông có tổn thương bên trong không? Em nghĩ là không. Đúng rồi. Người có trái tim lớn họ không kỳ vọng bất cứ thứ gì từ người khác. Em hiểu không nào? Dạ. Họ chỉ có nhu cầu cho đi thôi. Dạ. Và nếu mà em không có nhu cầu nhận lại thì em đâu có sự kỳ vọng. Vâng. Và khi em không có sự kỳ vọng thì em không thể nào mà thất vọng được. Mà em không thất vọng thì không thể nào mà em đau buồn được. Nên là nếu mà em vẫn đau buồn bởi vì chỉ đơn giản em chưa có một trái tim đủ lớn. Dạ, vâng, em cảm ơn thầy. Khá là thú vị. Hôm nay thầy nói em với soi chiếu lại bản thân em thì đúng có những cái lúc mà bản thân cũng có những cái sự gọi là ích kỷ. Và nhưng mà cũng đang cố gắng để mà hoàn thiện bản thân hơn, thì sống với cái trái tim lớn của thầy á. Thì thế thầy cho em hỏi nhé, ở ngoài xã hội kia thì cũng có những người thực sự là giàu có nhưng mà họ lại sống có chút gì đó gọi là toan tính, ích kỷ, và đôi khi lại có những cái người họ không có quá nhiều vật chất nhưng mà họ lại sống một sự gọi là tính lương thiện, hoặc là trái nói những cái chủ đề của ngày hôm nay đi, là họ sống với một trái tim lớn. Và làm sao ở ngoài kia mình có thể nhận biết một người họ có trái tim lớn hay không? Ok, cái điều đó đơn giản mà. Một người có trái tim lớn, em chỉ cần quan sát và hành động của họ thôi. Họ sẽ luôn luôn cho đi. Họ cho đi sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ đấy có thể bằng tiền bạc. Sự giúp đỡ đó có thể bằng an ủi, yêu thương. Sự giúp đỡ đó cũng có thể bằng gọi là sự động viên, hoặc là sự giúp đỡ đó cũng có thể bằng đó là dạy dỗ người ta. Dạ. Em hình dung nào? Dạ. Vậy thì cái người có trái tim lớn là em sẽ nhìn là họ sẽ luôn luôn yêu thương những con người xung quanh họ, luôn luôn bảo vệ và che chở cho những con người xung quanh họ, không vụ lợi bất cứ điều gì hết. Họ khi mà có họ trong cái mối quan hệ đó thì mình luôn luôn sẽ cảm thấy rằng là không bao giờ bị thiệt điều gì hết. Họ không có tính toán thiệt hơn. Họ nếu mà họ có thể giúp, họ sẵn sàng giúp. Sợ. Thì đó chắc chắn là một người có trái tim lớn em. Sợ. Và cái điều quan trọng, người có trái tim lớn họ không toan tính về lợi ích. Có nghĩa là trong một cái quyết định thì họ không có so đo cái việc thiệt hơn quá nhiều. Em hiểu không nào? Có nghĩa là cái người mà có tư duy mà không có một trái tim lớn, họ sẽ luôn luôn tính toán làm cái việc này có cái vấn đề gì lợi cho mình hay không, hay là không có lợi thì họ không làm, còn có lợi thì họ mới làm. Có thể người có trái tim lớn thì họ sẽ tìm cách họ mang lại lợi ích cho người khác trước khi họ mang lại lợi ích cho họ. Thì không phải vậy em. Không phải như thế. Đúng rồi. Người có trái tim lớn là người sẵn sàng cho đi. Em hiểu không nào? Dạ. Không cần phải trước sau gì cả, chỉ đơn giản là nó giống kiểu như bây giờ thầy hỏi em nhé. Ví dụ như nhà em có gạo mà đến cả ăn cả mấy chục đời không hết. Đúng nào? Dạ. Thế thì em có mang gạo của em đi cho không? Có. Đúng không nào? Vậy thì khi em có gạo rất nhiều thì em sẽ mang đi cho đúng không nào? Vậy thì một người có trái tim lớn là một người có tình yêu rất nhiều và họ mang tình yêu đó đi cho. Dạ, em hiểu rồi. Em hiểu vấn đề chưa? Dạ. Thì đó, thế vì họ có quá nhiều em hiểu không nào? Vâng. Còn một người không có tình yêu thì họ không có cách nào đi cho hết. Họ phải có tình yêu trước xong đó họ mới đi cho. Dạ. Hiểu. Vâng. Vậy thì có một cái điều nữa em vẫn đang còn hơi thắc mắc. Như hôm trước thầy có chia sẻ đó là cái gì cũng có tính hai mặt của nó, tính xấu và tính tốt. Thì
cái trái tim lớn này thì nó có hai mặt xấu tốt không hay là nó là ngoại lệ thầy? Với tình yêu thì thầy nói thật với em nó là ngoại lệ. Có nghĩa rằng tình yêu nó là ngoại, tức là cái mặt đối lập của tình yêu nó là sự hận thù. Em hiểu không nào? Dạ. Nhưng mà còn bản chất của tình yêu á thì nó là thứ duy nhất không có tính chất hai mặt. Có nghĩa là nó cuộc sống này tình yêu là thứ vô cùng đẹp đẽ và không có chứa bất cứ cái mặt ngược lại nào hết. Có khi nào vì điều đó nên trái tim nó hình trái tim chứ nó không phải hình cầu hay là hình tam giác không thầy? Tôi nghĩ là cái hình trái tim đấy là do người quý ước thôi em. Em hiểu không nào? Chúng ta gọi nó là hình trái tim mà thực ra cái hình trái tim nó đâu giống tim thật đâu. Em hiểu không? Dạ. Có thể là nó là một cái hình gì đó nó vô biên và nó bao la. Hình ảnh chỉ mang tính biểu tượng để cho truyền đạt thông tin thôi em. Dạ. Em hiểu không? Vâng. Thầy ơi, vậy như lúc nãy thầy nói thì cái tình yêu thì nó mang lại mong muốn cho đi cho người khác nhiều. Vậy cái tình yêu thương một trái tim lớn như thế với lòng nhân ái thì nó có cái gì khác nhau không? Lòng nhân ái tức là lòng yêu thương con người, ái là yêu. Dạ. Nhân là người, có nghĩa lòng nhân ái có nghĩa lòng yêu thương con người. Thì bản chất của cái lòng nhân ái đấy xuất phát từ một trái tim lớn, một trái tim giàu tình yêu. Ok chưa? Dạ. Vậy là nó giống nhau đúng không thầy? Về cơ bản nó khác nhau về từ, nhưng mà nó giống kiểu lòng nhân ái là một phần của tình yêu. Dạ. Lòng nhân ái có nghĩa là một dạng tình yêu đối với con người. Vâng. Thế thì bây giờ chúng ta yêu vật thì chúng ta gọi là cái gì? Tức là tôi gọi là yêu đời. Yêu đời ạ. Em hiểu không nào? Tức là đối với lòng nhân ái thì có nghĩa là tình yêu với con người. Vâng. Thế thì ví dụ chúng ta yêu thiên nhiên thì nó gọi là cái gì? Nó yêu cuộc đời. Dạ. Ok chưa? Vậy thì lòng nhân ái chỉ là một khía cạnh của tình yêu. Em hiểu không? Dạ. Em xin phép thầy, em bị quên mất câu hỏi gì, em muốn xem qua một chút. Ok. Hơi hồi hộp, hôm nay quay số thứ 3 nên là vẫn chưa có làm tốt được những cái điều như thầy thế này. Thầy thấy em làm thì tốt hơn chút xíu rồi đó. Mong được thầy và các bạn bỏ qua cho em. Ừ. Dạ. Ở trong đây em có ghi một câu đó là cuộc sống này không có người nào hoàn hảo. Nghĩa là không có người hoàn toàn tốt, cũng không có người hoàn toàn xấu. Vậy thì trong cái người mà người xấu á, thì họ có tồn tại được một trái tim lớn trong đó không? Trước tiên thầy cần phải đính chính lại với em là có những ngoại lệ. Có nghĩa là có những người hoàn toàn tốt. À, có... Ví dụ như thầy nói những cái bậc giác ngộ á. Dạ. Họ không có mặt đối lập ngược lại. Dạ. Em hình dung nào? Dạ. Nhưng mà thầy chỉ ám chỉ Đức Phật thôi. Đấy thì cái vấn đề các bạn họ sẽ không có một cái mặt ngược lại. Tức là trắng đen tốt xấu đúng không, họ không có mặt kia. Em hiểu không nào? Dạ. Tức là không phải toàn bộ mọi người nhé. Dạ. Chỉ có những có vẫn có ngoại lệ. Đấy, thầy khẳng định điều đó. Dạ. Ví dụ có một người xấu thì trong lòng họ có chút gì đó gọi là trái tim lớn ở trong họ không thầy? Em nghĩ... Thực ra thì thầy nghĩ là nếu mà họ có trái tim lớn á, họ sẽ không là người xấu được. Em hiểu không? Dạ. Nếu mà chưa trái tim của họ chưa đủ lớn thì họ sẽ là người xấu. Nhưng mà nếu mà họ có trái tim đủ lớn thì họ không thể là người xấu được. Dạ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Vậy là nếu mà là người xấu thì có lẽ là trong họ không có, có phần nào, họ không có trái tim lớn, kết luận như thế cho đơn giản. Dạ. Dạ. Vậy nhưng mà mình phải đồng ý với nhau một quan điểm, đó là người xấu nha. Dạ. Và người xấu chúng ta đều hiểu giống nhau. Ừ. Là họ xấu thực sự. Dạ. Chứ đôi khi có nhiều người mình bảo là xấu nhưng mà họ không xấu thì sao? Em hiểu không nào? Nên là mình phải mặc định một cái tiên đề rằng người đó xấu. Thì mình có thể suy ra một mệnh đề rằng là ok, nếu người xấu thì không thể có một cái trái tim đủ lớn đâu. Có nghĩa là họ thực sự xấu chứ họ không phải xấu trong cái suy nghĩ của mình đúng không? Đúng rồi, họ phải thực sự xấu đó thì họ không có trái tim lớn đâu. Dạ. Đối với em và những có thể những người trẻ hơn em trong cái quá trình phát triển bản thân ấy, thì đôi khi cũng gặp những cái khó khăn thử thách trong cuộc sống. Thầy có nghĩ rằng là những cái khó khăn đó thì để giúp cho mình rèn luyện một cái trái tim nó lớn dần không thầy? Và tại sao lại như thế? Thầy chắc chắn là cái việc khó khăn á,
nó sẽ rèn luyện một trái tim lớn đó. Ừ. Thầy sẽ giải thích cho em hiểu. Đó là cái sự đồng cảm giữa con người với con người có với nhau trong cuộc sống đó. Cái lòng thương người đó, đến từ cái việc hiểu nhau, tức là cùng cảnh ngộ. Ừ. Tức là khi mà em vươn lên từ khó khăn, vươn lên từ khó khăn, thì em mới có thể hiểu được là khó khăn để vươn lên nó khó cỡ nào. Thì khi em thấy một cái người vươn lên trong nghịch cảnh, bởi vì em đã từng trải qua cái cảm giác đó rồi, nên em có sự đồng cảm, tức là cùng cảm xúc với họ, và em có thể thấu hiểu được sự khó khăn của họ. Và từ đó thì tình yêu mới bắt đầu được, sự thương cảm và lòng trắc ẩn mới được xây dựng lên. Em hình dung chưa? Dạ. Ví dụ như cuộc sống trong gia đình thì có những cái người mà em thấy là họ yêu nhau từ cái khoảng thời gian họ rất chi là khổ. Và bây giờ ông bà em kể lại ấy, thì ngày xưa ông bà em rất khổ, nhưng mà lại có thể gắn bó được với nhau đi dài lâu đến khoảng bây giờ là 70-80 tuổi. Nhưng mà bây giờ em thấy nhiều bạn trẻ thì cuộc sống có thể là khá giả hơn, sung túc hơn, nhưng mà có lẽ như cái câu chuyện của thầy thì nó bị chênh lệch về cái sự đồng cảm, nên là họ ít gắn bó với nhau hơn. Cũng có thể là cái tình yêu thương của họ chưa đủ lớn để mà đồng hành cùng nhau. Em nói thế là chuẩn, bởi vì trong một mối quan hệ nó cần có trí tuệ trong một mối quan hệ đó em. Tại vì nếu không có cái trí tuệ trong mối quan hệ đó thì nó phát sinh đầy mâu thuẫn, bởi vì không hiểu nhau. Vì không hiểu nhau nên không thể kết nối với nhau được, cũng không thể có cái sự đồng cảm và thấu hiểu được. Và nếu mà không có thứ đó thì cái việc mà họ ly hôn hoặc họ chia tay là chuyện rất bình thường. Dạ. Vâng, em cảm ơn thầy. Thì những câu hỏi mà em liệt kê nó cũng hết rồi, nhưng còn một câu cuối, đó là em muốn hỏi về thầy. Hôm vừa rồi em có tìm hiểu những cái chủ đề này này, em đọc cả trên báo, đọc về thầy thì thầy có chia sẻ là cuộc sống là một chuỗi hành trình trải nghiệm, và đó có phải là cuộc sống thầy mong muốn không? Và với trái tim lớn có liên quan gì tới cái cuộc sống mà thầy đang theo đuổi không ạ? Nó có hai câu hỏi đúng không nhỉ? Dạ. Câu hỏi thứ nhất là gì? Cuộc sống là một chuỗi hành trình và trải nghiệm, và đó có phải là cuộc sống của thầy mong muốn không? Thì thầy nghĩ rằng là tất nhiên thầy là một người hướng tới sự trải nghiệm, tại vì thầy luôn tin vào điều đó. Dạ. Cuộc sống chỉ đơn giản là tập hợp tất cả những cái trải nghiệm trong cuộc đời này lại. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta có nhiều trải nghiệm thì cái bức tranh cuộc sống của chúng ta nó muôn màu hơn. Dạ. Đúng không? Như thầy vẫn nói là mục đích của cuộc sống nó là cái gì? Học hỏi và tiến hóa. Thì ai là người có trải nghiệm nhiều nhất là người thành công nhất trong cái cuộc sống này. Dạ. Đó là luôn luôn là quan điểm của thầy. Dạ. Vậy với cái trái tim lớn thì có liên quan gì tới cái hành trình đó không? Tất nhiên cuộc đời của thầy thì đi lên từ hai bàn tay trắng. Dạ. Và thầy nghĩ rằng nếu không có một cái trái tim lớn như thế thì thầy nghĩ rằng là cuộc đời của thầy sẽ không có nhiều người giúp đỡ thầy đâu. Dạ. Nhưng mà minh chứng đến giờ có nghĩa là cuộc đời của thầy trong những lúc khó khăn nhất vẫn có những người trung thành nhất với mình, vẫn có những con người luôn luôn đi theo mình. Dạ. Và vẫn có rất nhiều con người giúp đỡ mình. Ừ. Thì thực tế mà nói là đến từ cái khía cạnh tình cảm. Dạ. Và nó đến từ cái việc đó là một trái tim lớn, một trái tim mà thầy chỉ có sẵn lòng gọi là giúp đỡ họ. Dạ. Như thầy nói, khi nào mà em có một cái trái tim lớn thì em chả phải lo nghĩ gì về cuộc đời này, mọi thứ sẽ tự an bài theo cách của nó. Dạ. Ok. Khi tâm ta lớn thì cuộc đời ta thanh thang đúng không thầy? Đúng rồi, tâm ta lớn thì đời ta thanh thang. Dạ và em cảm ơn thầy về buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì các bạn, như nếu mà tâm ta lớn thì cuộc đời ta thanh thang, thì hy vọng tất cả trong chúng ta những người mà đang trên cái hành trình để xây dựng cuộc sống của chúng ta, cũng như là trau dồi phát triển bản thân, thì hy vọng các bạn ở trong các bạn luôn luôn có cái gì đó chỗ này không sao. Các bạn có thể thông cảm cho em Minh MC, bởi vì mới lần thứ ba thôi ạ. Hồi hộp quá các bạn. Thôi được rồi, thầy nghĩ là em có thể chào khán giả là okay. Được rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe
chia sẻ của thầy cũng như là video ngày hôm nay. Thì hy vọng những cái chia sẻ của thầy ấy có thể giúp các bạn có thêm những cái góc nhìn mới, để giúp các bạn cùng trên cái những hạnh chặng đường tương lai nó được suôn sẻ hơn, nó được tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ, cũng như là để lại comment bên dưới để chương trình của thầy và Minh cũng như đội ngũ có thể được hoàn thiện trong những chương trình tiếp theo. Thì và đây là cảm ơn mọi người. Ok, xin chào mọi người. Dạ. Và đây là và Phi sẽ chắc chắn giữ lại cái đoạn video mà bạn MC Minh Minh của chúng ta ấp úng, chắc chắn cho lên luôn, để sau này khoảng bao nhiêu clip nữa thì xem bạn ấy thế nào. Dạ. Ok, xin chào các bạn. Và đây là Become a Man in My Way.